Đạo diễn Pháp TV lên tiếng về tin đồn MV ăn cháo đá bát. Mới đây, trên trang cá nhân của nam diễn viên nhóm Pháp TV đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá dài, nói đến sự việc ồn ào vừa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao của diễn viên MV. Theo đó, anh đính chính như sau: chuyện ăn cháo đá bát là không có, sau khi có những phát biểu không hay trên game show, mình post status tiền và danh vọng chỉ muốn căn dặn chung các bạn diễn viên trẻ chuẩn bị phát triển sự nghiệp, những châm ngôn sống cũng như là một lời đàn anh nhắc nhở đàn em trong nhà đi sâu nên cẩn thận. Tụi mình vẫn hay nhắc nhở nhau như vậy, chẳng qua là các bạn không để ý và nghĩ là tụi mình đang có ý nhắm thẳng vào Envy, điều đó là sai. Envy là một diễn viên trẻ, lại là nữ, mới 18 tuổi. Biết đâu những bình luận ác ý của quý vị sẽ là những mũi giáo hạ gục một con người, tôi hay em nó, hay bất cứ ai trong chúng ta đều được quyền sai. Quan trọng là chúng ta, ai là người biết đứng lên nơi chính mình vấp ngã. Mình mong tất cả mọi người sẽ không bàn luận về việc này, vì đơn giản tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra và đúng sai như thế nào. Nội bộ các vấn đề trong Pháp TV tụi mình sẽ cố gắng giải quyết. Vừa qua, các thành viên của Pháp TV đồng loạt đăng đàn ám chỉ, tố cô vô ơn giả tạo và mắc bệnh ngôi sao dù chỉ mới nổi tiếng. Thậm chí họ còn cho rằng cô mang danh nhóm đi quay show thực tế nhưng lại có bận vào ngày quay làm ảnh hưởng đến nhóm. Theo đó mọi người cho rằng nguồn cơn của sự việc ồn ào bắt nguồn từ Envy tham gia game show truyền hình. Cô đã giới thiệu mình là sinh viên đại học và có nghề tay trái là diễn viên nhưng không hề nhắc đến Pháp TV. Các thành viên của nhóm diễn viên trẻ này cũng đồng loạt đăng đàn thể hiện sự bức xúc. Hiện tại phía Envy vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về sự ồn ào mới xảy ra. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!